Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị địa phương này kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm ở hai dự án đang thu hút sự chú ý của dư luận, gồm dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú và dự án thang máy ngắm cảnh tham quan di tích Đồn Cao, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua kiểm tra tình hình thực tế, hai dự án này đã được triển khai nhưng chưa tuân thủ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một lần nữa có ý kiến và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc triển khai hai dự án nêu trên, kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.